Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng và bảo quản kính áp tròng. Đây là hai mẫu kính hiện là một kính tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé. Anh em lấy cái mắt ở đây ra. Đây này để anh em mang đi chơi cho nó tiện này, hiệu quả này. Anh em lấy nước suối này, đổ nước suối vào đây. Đây là kính nhá, đây là mắt len này. Mình để trong nọ nước bảo quản này. Mình lấy ra thì mình sẽ lấy cái tăm bông này. Làm ướt một đợt tăm bông đi mình lấy ra. Ok. Mình lấy cái đeo. Kính nó là một lớp lụa. Đây, một lớp lụa này. Lấy các bạn đeo chiều nào cũng được. Lần đầu các bạn chưa quen thì bạn cứ nhờ một người khác. Hoặc là nếu các bạn muốn tự đeo thì các bạn cứ nhìn thẳng vào gương là được. Rồi, mình chơi xong mình lại lấy từ trong mắt ra thì mình làm ướt một đầu tăm bông, rồi mình lại quẹt từ trong mắt ra và mình ngâm vào nước suối sạch khoảng 1 phút, mình lại cất luôn vào lọ nước bảo quản. Bây giờ mình sẽ test cho anh em qua một vài mẫu bài bên nhà mình đang bán và phân phối nhé. Bài nhà mình bán và phân phối đều là bài loại 1 tấc. Anh em muốn mua hàng đảm bảo chất lượng uy tín, anh em liên hệ hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9 để có những sản phẩm uy tín và chất lượng nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test qua rồi. Bên nhà mình thì mình giới thiệu qua này, bên nhà mình sẽ có bán những loại bài phổ thông như thế này. Đây là bài kim cương đỏ này, bài xanh 2K này, đây là bài cúc áo này. Ok, bài 2019 này. Bài mình đều bán là bài loại 1 tấc nha anh em nhá. Bài đô vàng này, tem đỏ này. Bài rồng đỏ này. Rồng vàng này. Bài hoa thiên lý này, bài nhựa thì bên nhà mình có một vài mẫu là bài này này, rất này. Để cho anh em phục vụ anh em ở bên nước ngoài hoặc là anh em chơi xì rách, xì tố. Ok. Mình có hai màu xanh và màu đỏ nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào, mình bóc và kiểm tra bài cho anh em nhé. Mình đảm bảo với các bạn bài bên mình là bán là bài loại 1 tấc. Anh em mua hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho bưu điện, hoặc anh em ở gần thì đến tận cơ sở lấy hàng nhé. Nhà mình có hai cơ sở, một ở Sài Gòn và hai Hà Nội. Ok. Tất cả bài loại 1 bóc ra này, các bạn phải có tem bảo hành, tem như thế này. Ok chưa? Nó đều có tem như thế này. Ok. Bài chất lượng này. Anh em kiểm tra bài này. Ok, bài đẹp này. Ok chưa? Chất lượng bài này. Ok, vào bên mình thử cho các bạn nhé. Mình cho cái thử này. 3 này. 7 đây. 5 này, nó có cả chất các bạn nhá. Đây là 5 rô, 5 rô nó sẽ ở đây này. 4 này. 3 này. Đây là 3 tem nhá. Đây là 2 tem này, chất tem nó có chất như thế này. K này. Ok chưa? Đây là bài xanh ca, mình sẽ qua một vài mẫu nữa như là bài rồng đỏ đi. Ok rồi. Bài rồng đỏ này. Rồi, bảng loại 1 hết nha các bạn nhá. Bài bao đẹp. Bao đẹp luôn này. Ok chưa? Anh em cứ kiểm tra hàng. Anh em cần hàng uy tín chất lượng cứ liên hệ ai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9 và mình thử trực tiếp này. Ok. 6 này. 5 này. Đây chất của nó đây, 5 rô này. 4 rô này. 3 này. Át này, át là K này, K tép này. Ok chưa, Q này.
4 này, 4 bích này. Bích thì nó sẽ không có cái gì. Đấy, nó có chất luôn, các bạn nhìn thấy luôn này. Ok, vừa là bài đồng đỏ, mình sẽ tiếp qua bài kim cương đỏ đi. Đây. Khi các bạn mua hàng thì nó sẽ là nguyên đai linh kiện như thế này nhá. Đây. Nguyên đai linh kiện như thế này, hoặc như thế này. Để anh em chơi. Nhà mình phân phối thêm các mặt hàng như là máy đánh bài, đồ chơi sóc đĩa, tài xỉu bầu cua, hack game trên điện thoại. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ hai số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9. Để nhận những sản phẩm uy tín này, anh em kiểm tra hàng này, bài đẹp này, chất liệu bài này. Ok chưa, bài đẹp rõ, ống rõ này. Cho bài năm này, năm tép này, các bạn nhìn này. Đấy, 6 này, quy đây, 6 bích này, đó chưa, 7 này, 10 là đấu thập nha các bạn nhé, nó không có 10 này, cây 9 nó sẽ là móc chìa khóa để nó phân biệt, giữa 6 và 9, A2 này, ok, bây giờ mình sẽ tiếp qua bài 2019 đi. Bài 2019 này. Tất cả các bài 2019, bài xanh 2K, bài loại 1 trên thị trường hiện nay đều có cái tem như thế này. Đây là tem chống hàng giả của ngoài thị trường. Bây giờ tất cả các bài ngoài khóa đều có tem ký hiệu như thế này. Ok, mình có bài ra. Bài thì nó sẽ có 3 phăng. Ok chưa? Ok. Chất liệu bài này. Đây, ok chưa? Bài phải bóng để ống đẹp nhá, hai đầu đẹp này, bài xanh này. Ok. Ok, mình sẽ test cho các bạn qua bài 2019 này. Bài nhà mình đảm bảo là rõ 100% như video nhá. Ok này. Đây là mình làm video thì đôi khi nó còn hơi mờ, các bạn mà mua trực tiếp đeo kính lens và áp tròng vào nó còn rõ 100% luôn. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? G này, 10 này, 10. Đây, 9 này, không biết cây 9 thì nó sẽ nó làm móc chìa khóa như thế này để phân biệt cây 6. Còn đâu mọi cây nó đều như thế. Ok chưa? Ok. Cảm ơn anh em đi xem video. Vừa rồi mình đã test qua các mẫu bài kính áp tròng bên cách hướng dẫn sử dụng kính áp tròng và các mẫu bài bên nhà mình đang phân phối. Anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ alo số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9. Cảm ơn anh em video. Mình sẽ giới thiệu qua một vài mẫu máy đánh bài bên nhà mình đang phân phối trên thị trường nhé. Đây là máy Samsung này, máy giá rẻ hợp lý cho anh em chơi này. Còn đây là iPhone 11 Pro Max này. iPhone 11 Pro Max này. Hôm nay mình sẽ những cái dòng máy này thì trong thời gian qua mình đã giới thiệu qua các video trước rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua hai dòng máy cao cấp mới được sản xuất trong tháng gần đây. Đây là dòng iPhone 13 Pro Max này. Máy đẹp này, nghe gọi sử dụng bình thường này. Pin 2 pin này, sử dụng 2 pin, một pin trong máy và một pin dự phòng nhé. Sạc, tai nghe đầy đủ này. Máy này thì có mỗi thời gian thời lượng của nó sẽ chơi được là mỗi quả pin là chơi 4 tiếng, 2 pin là 8 tiếng nhé. Máy bao đẹp luôn. Cấu hình đẹp. Tiếng Việt nhá, sử dụng tiếng Việt hết nhá. Còn đây là CVK 700 này. Cũng dòng máy này mới này, bác quét rộng này. Ok chưa? Đây. Máy là có phụ kiện đi kèm hết nhá, tai nghe sạc đầy đủ, tai nghe. Thì bây giờ chi tiết và các dụng cụ như là ví soi hay là đồng hồ, camera, bật hộp quẹt thì mình đều có hết nhá. Điện thoại 280 phụ kiện để ngoài. Và hôm nay mình sẽ test trực tiếp hai, để anh cùng anh em test trực tiếp hai mẫu máy này. Đây là hai mẫu máy mới nhất trên thị trường hiện nay. Bây giờ mình sẽ đi vào test cùng anh em test bộ hai cái mẫu máy này. Mình test con CVK 700 trước xem góc quét và độ báo của nó nhanh như thế nào nhé. Mỗi một cái máy thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng. Khi anh em mua hàng bên nhà mình thì có sẽ có nhân viên gửi video hướng dẫn cách sử dụng. Các anh em chỉ khoảng 5 đến 10 phút là sẽ sử dụng của thành thạo chiếc máy.
đây, ví dụ như mình ở đây nó có một khẩu riêng, khi mà vào một khẩu riêng là nó sẽ hoạt động như thế này. Còn bình thường là một cái máy sử dụng bình thường. Đây, các bạn đăng nhập. Trong các phần trò chơi thì nó có phần trò chơi sảnh này. Trò chơi sảnh nó giới thiệu các sản phẩm, các môn trò chơi. Đây, như ở miền Nam thì nó có bài cào này, 3005 này, liêng này, 3029 là 36 lá này, bài tiến lên miền Nam này, ngầu hầm 5 lá này, bài bài này là bài golden, này là bài đánh bài 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 ngầu 5 lá này, ba chắn ba cây Việt Nam này, bài chắn này, phẩm này là tú lơ khơ kiểu Mỹ này, là chơi chơi tú lơ khơ đấy, là chơi poker đấy, poker. Và đây là binh sọc xám 13 lá. Ok, thì các bạn chỉ cần dí vào đây, các bạn mua trò chơi nào, ví dụ nó có một cái mã như thế này, các bạn mua này, ví dụ mình sẽ gửi cho bạn cái mật khẩu và bạn mua, ví dụ như cái máy này mình đã mua bài cào này, bây giờ mình test các bạn, test bài cào, mua bài cào nhé, để cho anh em khu phía Nam này, bạn đã trở về đã mua này, đã mua xong bạn đã trở về đã mua trò chơi này, là chơi bình thường. À, máy thì nó có rất nhiều chế độ báo, nó có chế độ báo một nhà lớn nhất này, báo hai nhà lớn này, xả lá để mình lớn nhất này, thì bài cào trong Việt Nam thì các bạn chỉ cần báo hai nhà lớn nhất hoặc một nhà lớn nhất là ok, thì mình sẽ test báo hai nhà lớn nhất, nó có thể báo tất cả các mọi nhà cũng được. À, mình sẽ báo số 6 chọn nữa ma chơi số 6 và hai nhà nhất là số người là 6 người, mình chọn bao nhiêu cũng được tùy thích, và trong mình sẽ điều chỉnh hết. Thì khi mình hôm nay mình thử thì mình sẽ cho loa nhé. Ok, các bạn chơi thì các bạn sẽ đeo một cái tai nghe như thế này, đeo nghe trong tai như thế này. Anh em, nhiều anh em cứ thắc mắc là đeo tai nghe thì liệu người bên cạnh phát hiện không. Anh em cứ yên tâm một điều là khi anh em đeo vào trong tai thì khi cái tai nghe nó đeo vào đây thì các bạn đeo sâu vào thì các bạn chỉ nhìn vào trong, nó chỉ thấy một cái màu tối đen, nên yên tâm là không phát hiện được. Nhà thiết kế người ta đã tính toán hết rồi. Và anh em quan tâm đến sản phẩm thì cứ alo hai số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9. Bên nhà mình cung cấp rất nhiều đồ chơi sản phẩm về đồ chơi cờ bạc bịp như là bầu cua, tài xỉu, chóc đĩa, game, hack game trên điện thoại. Nhưng hôm nay chủ yếu là mình chỉ giới thiệu về hai cái dòng máy cao cấp nhất trên thị trường hiện nay để cho anh em tham khảo, có nhu cầu thì cứ alo, kết bạn alo nhé. Anh em máy thì phải đi theo bài, đây là những bộ bài nhà mình làm đều giống 100% ở ngoài thị trường đang bán, tạp hóa đang bán nhá, anh em yên tâm, nguyên đai nguyên kiện. Bài nhà mình là bài loại 1, có rất đầy đủ mẫu mã cho anh em chơi, như là bài máy trắng 2019 này, bài máy đô la trăm vàng này, đô la vàng này, trăm đỏ này, bài cúc áo này, bài xanh hoa thiên lý, và bài dòng vàng dòng đỏ. Cả bài nhựa thì bên nhà mình có bài nhựa Jordan này, bài 025 này, Jordan này, bài đẹp này. Ok chưa? Nó có cả màu xanh, màu đỏ luôn. Nhiều mẫu nhé. Đây là mẫu màu xanh này, xanh đỏ có hết nhé. Anh em có nhu cầu alo hai số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9. Đây mình giới thiệu luôn hàng nhà mình là hàng loại 1 nhé. Đây bạn bóc bộ bài ra, đây nhà mình này. Khi bạn bóc bộ bài ra, nó như thị trường thì ngoài thị trường tất cả bài và loại 1, bài đẹp thì đều nó có đều có tem bảo hành như thế này. Đây là một cái tem chuyện chìm đấy. Và chìm trong này để người ta phân biệt bài có phải là giống bài ngoài thị trường hay không. Thì yên tâm, nhà mình đều nhập từ thị trường cho mình làm này. Đây các bạn nhìn bài này. Có phát hiện không? Nếu phát hiện mình tặng luôn. 100% các bạn không phát hiện được. Bài bao nhiêu bóng đẹp này. Kiểm tra bài đẹp luôn này. À, bạn bẻ cong thoải mái nhé. À, bạn bẻ bài cong thoải mái. Và bây giờ mình sẽ test trực tiếp với anh em, test trực tiếp cái góc máy và cái độ tốc độ báo bài của máy nhé. Nó quét vào tốc độ báo bài của máy. Đây bài vì bên nhà mình là 3 phăng. Anh em yên tâm. Ok. Bật máy. Đây ok, mình bật máy này. Mình kiểm tra góc quét của máy này. Số người là 6 người chơi, báo hai nhà lớn nhất này. Đây, góc quét của máy này. Đây, máy để như thế này bạn cũng nhìn thấy này, 2 3 này. Xa này.
Ok, mình bạn đặt đây cũng đọc này. Anh em chơi máy rồi thì biết, còn anh em chưa chơi thì cứ xem cho kỹ nha. Rồi ok rồi. Chỉ cần nhìn một tí thôi. Ok. Ok. Bài kinh cứ cong báo hết nhá. Ok. Rồi, đặt ngang dọc này. Bây giờ mình sẽ chia này. Khi đi chơi này anh em cho chế độ thời gian là đeo tai nghe này. Chế độ thời gian thì màn hình sẽ là màn hình tối như này. Ok, 61 này. 1 2 5 6 nha. Là số 6 lớn nhất trong số 1 nhá. Bài là số nào đọc trước là số đấy lớn hơn. Ok, số 6 là 9 này, số 1 là 7 này, 6 này. 5 này. Ok chưa? Bù này. Bạn tăng giảm người chơi theo ý thích của bạn. Đây, đây 6 này. 7 người này, mình cho 7 người chơi này. Và cái tăng lên nó có cái nút điều chỉnh này, tăng giảm số người chơi ra vào người chơi. Ok này. 3 4 7 người chơi, số 3 lớn nhất xong số 4. 1 3 4. Ok. Ok, số 3. 3 là 9 này. Xong rồi số 4 này, 4 là 8 này. Ok chưa? 1 6 4 này. Bù này. 6 này. Máy thì nó rơi được rất nhiều trò chơi nhá, anh em cứ yên tâm như thế. Nếu các bạn không thể cho cái máy này ra ngoài thì các bạn có thể đeo cái đồng hồ như thế này, máy mình đúc trong người, hoặc những cái điện thoại cùi bắp như là ví soi cùi bắp, nhà mình có tay áo, hộp quẹt, tay hộp quẹt và móc chìa khóa, nhưng mình không tiện bày hết ra đây. Ok. 42 số lớn, số 4 lớn nhất trong số 2. Số người là 7 người chơi. Khi anh em mua hàng thì mình sẽ gửi cái video hướng dẫn sử dụng, hoặc là anh em đến trực tiếp test hàng nhé. Nhà mình có hai cơ sở chính, là một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, hai là bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em cứ alo hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại 0986 21 449 và 0989 33 449. Ok, 42 này, 9 này, 8 này. Ok chưa? Máy báo nhanh, vào nhanh, góc quét rộng. Anh em chơi dòng CVK rồi anh em biết nhé. Và bây giờ mình sẽ đi test về con máy iPhone 13 đi. iPhone 13 quá lâu. Các bạn không chơi các bạn chỉ thoát ra bình thường như này. Ok. Trở về. Đây, mở khóa bình thường. Cái này bạn đặt mật khẩu là không ai sờ được máy của bạn này. Các bạn thoát ra bình thường, nó có một cái mã ra bình thường. Ok, trở về hết. Ok. Trở về. Thì anh em mua hàng lên được nhà mình thì càng tốt, mình sẽ có những cái mẹo để anh em chơi chắc thắng 100% nhé. Bây giờ mình sẽ test con iPhone 13 Pro đây, máy này bình thường nó sẽ như này, cấu hình nó như thế này. Ok chưa? Mình cũng có một cái mật mã, mỗi máy nó có một mật khẩu riêng. Đây ok, mình sẽ vào cái máy này. Thì máy này mình sẽ test liêng và bi sao lá. Ok. Được hạ cánh này. Mình sẽ mua trò liêng ở bình sáu lá này, ví dụ như là cái này là 3 cây này, mình mua liêng là 3045 này. 3045. Ok. Và bình sáu lá này. Ok, mình đã mua hai trò chơi này. Bình sáu lá là 6215 và liêng này 3045. Mình test lên trước, liêng thì mình sẽ cho chế độ là báo xả lá để người cái luôn luôn nhất, là mình muốn nhất là luôn luôn nhất đấy. Ok, sẽ có cái mã. Những cái mã này khi các bạn mua máy thì mình sẽ cho nhân viên hoặc nhân viên được hướng dẫn nhé, hoặc nó gửi tin nhắn cho các bạn. Ok. Số người là 4 này. 5. Góc quen này, kiểm tra góc quen này. Máy cũng xa, thoải mái này. Ok chưa? 3 là mình bỏ 3 lá đi này, là người chưa đúng nhất này, là bạn là nhà cái là bạn nhất này. 1 2 3. Số người là 4 này. Đây mình vừa thử góc quét, còn bây giờ cho chế độ thời gian đi chơi này, mình để như thế này, tắt màn hình đi. 1 2 3 4
Ok chưa? Nhà cái 5 này. Bù này, 4 này, bù này. Mình tăng người xuống người chơi lên nhá. Tăng lên. 5 người này, 6 người này. Và tăng giảm thoải mái. Anh em trong cuộc chơi anh em muốn tăng xuống người ra vào thoải mái. Anh em cứ alo hai số điện thoại 0986214 số 9 để lấy những sản phẩm uy tín chất lượng nhất. 6 6 6 6 6. Đây. Một này, bỏ một luôn một này. 6 nhà này. 4 5 6 này. Ok, nhà cái 8 này. Ok chưa? 7 này. Liên nó cũng có nhiều chế độ nhá. Có thể chế độ là làm cái này, mình muốn nhà cái nhất này. Hoặc có chế độ là báo hai nhà lớn nhất, hoặc báo một nhà lớn nhất, hoặc báo tất cả các nhà. Thì trong cuộc chơi thì anh em cần lưu ý gì thì cứ lên anh em sẽ hướng dẫn cụ thể. Số 3 này. Anh bỏ 3 lá này. Ok. 3 4 5 6. Liên 8 9 10 này. Chơi thế này anh em thắng chắc này. Đây 8 9 10 này. Anh em nếu mà có hai người chơi thì càng tốt, chỉ một người bốc và một người xả bốc và một người chia. Còn nếu mà anh em có một người thì anh em có thể báo điểm tất cả các nhà hoặc là báo hai nhà lớn nhất để mình chơi cho dễ chiến thắng cuộc chơi. Thì vừa rồi mình đã thử liêm và bây giờ mình sẽ chỉ chỉnh sang chơi môn binh sáu lá anh em khu vực miền Nam hay chơi nhé. Thì mình cũng vậy thôi, mỗi lần thao tác thì rất đơn giản, mình chỉ chuyển ra chào ra và mình vào lại nó một cái mã, mình vào lại là xong. Nó bắt mình nhập cái này là để người khác kiểm tra, không thể kiểm tra được máy của mình. Vì những cái máy trước thì người chỉ có vào một lần là được, nhưng máy này mình bị thoát ra nhiều lần để người khác muốn có sờ vào cũng không thể kiểm tra được. Ok, đây mình sẽ vào môn binh sáu lá này. Có số người là cho loa lên này. Đấy, tức là số người là 4 người này. Mình sẽ cho 4 người này. Báo hai nhà lớn nhất này. Chọn qua chơi số 6 này. Số người là 4, báo hai nhà lớn nhất. Ok. Một bốn tức là số 1 lớn nhất sang số 4. Và số 1 là 3 tây 3 này. Số 4 này. Số 4 là 97 này. Số 2 là không có gì này. Số 1, số 2, số 3 không được, không có gì nhá. Ok. Đây mình chép một vài ván nữa này, tăng số người chơi lên là 5 này. 5 người này. Anh em có nhu cầu tham khảo hay có vấn đề gì thắc mắc thì cứ nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại 0986214 số 9 để được tư vấn nhé. Bốc à? 42, số 4 nữa xong số 2 này. 1 người là 5 nhà chơi. 4 lá là 5 này. 6. Máy này có đánh được 8 nhà luôn nhá. Mình 6 lá đánh 8 nhà thoải mái anh em nhé. Cũng có chế độ là xả lá được mình nhất này. Là báo là mới nhỉ. 3 4 à? 42. 42 à? À là số 4 này. 97 này. 2 là số 2 này. 24 này, 24 là 98 này. Ở đâu là 93. 94, 94. 94 này. Nhà số 3 là không có gì này. Nhà số 3 cũng là 94 luôn. Nhà số 4 nó không có gì luôn này.
số 1 cũng không có gì luôn, là số 1 là 8 bộ. Ok, mình tiếp một hai ván nữa cho anh em tham khảo nhé. Trong khi chơi mà anh em không thể luồn được máy hoặc đặt máy trước mặt, anh em có thể thay cái chiếc máy này bằng những cái phụ kiện như là hộp quẹt này, đồng hồ soi, anh em đeo đồng hồ như thế này và anh em cầm bộ bài nó vuông góc với cái đồng hồ này là ok này, hoặc là máy điện thoại cùi bắp 1280, máy 1265 phí, và cũng có một vài phụ kiện nữa như vòng tay phong thủy và móc chìa khóa, nhưng mình không tiện bày ở đây nhé. Ok, mình thử 3 1 3 1 3 1 3 1 là số 3 lớn nhất, sau số 1. Ok, 4 3 1 4 3 1 4 5 5 người chơi, số 4 lớn nhất sau số 3 nhé. Ok, mình sẽ thử số 4 này, số 4 là 98 này. Ok, số 4 xong rồi, số mới nhỉ, số 3 đúng không? Số 3 là tây 3 điểm này, 3 tây 3 này. Số 1 là 94 này và 93 này. Số 3 là không có 9. À đây, 9 mẹ. 97 nốt này. Hòa này, một nhà là 98 này, ăn một nhà này, hòa. Ok chưa? Đấy là vừa rồi mình đã test qua mới hai mẫu máy mới nhất trên thị trường hiện nay là iPhone 13 Pro Max và CVK 700. Hai mẫu máy này thì pin thời lượng nó rất tốt. Thì máy iPhone CVK 700 này thì nó đánh được tầm 5 tiếng và iPhone 11 13 Pro Max thì nó có hai pin, một pin trong và một pin ngoài. Đây, mình báo cho các bạn kiểm tra nhé. Một pin trong và một pin ngoài, những cái thời lượng đánh rất tốt. Mình cứ sạc là mỗi quả pin nó đánh được 4 tiếng, sạc xong thì mình lại chơi. Ok, đây. Máy bên mình thì là bảo hành 1 năm nhá. Đổi mới, bảo hành 6 tháng rồi đổi mới, còn bảo hành 1 năm cho anh em. Anh em có nhu cầu alo hay số điện thoại 0986214 số 9 và hoặc 0983 0989334 số 9. Bên nhà mình cung cấp rất nhiều sản phẩm khác nữa, anh em có nhu cầu thì alo hoặc nhắn tin qua Zalo để mình tư vấn nhé, hoặc nhân viên tư vấn cho anh em. Ok, chào anh em nhé.